Thưa quý vị, từ đầu năm 2023 đến nay, Quảng Nam có 12 ổ dịch bệnh tả heo châu Phi ở 12 xã, phường, thị trấn. Đến nay còn 4 ổ dịch ở 4 xã. Đối với dịch cúm gia cầm, xảy ra một ổ dịch với tổng số gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy, bắt buộc 365 con. Đến nay, qua hơn 7 tháng, không phát sinh thêm ổ dịch mới. Bệnh viêm da nổi cục xuất hiện ở 35 xã, phường, thị trấn với 36 ổ dịch. Nhằm chủ động ngăn chặn, phòng chống hiệu quả các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản nêu trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật năm 2024, cụ thể tăng cường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản, công tác tiêm phòng, kịp thời phát hiện tồn tại, vướng mắc, đề xuất giải pháp khắc phục, đảm bảo hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh. Quản lý chặt chẽ hoạt động ngành nghề thú y, hoạt động buôn bán thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong thú y của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm về công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản. Thời gian tiêm vaccine phòng bệnh tập trung vào hai đợt, đợt 1 từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2024, đợt 2 từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2024. Khi có dịch xảy ra, phải thực hiện công tác điều tra ổ dịch, xử lý ổ dịch, tổ chức tiêm phòng khẩn cấp đối với các loại dịch bệnh có vaccine tiêm phòng và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.